Tranh thủ dịp nghỉ hè, em Trần Phương Thùy, sinh năm 2005, lên mạng Facebook tìm việc làm thêm. Qua vòng phỏng vấn, Thùy được nhận vào làm thêm tại một cửa hàng máy tính. Đến nay đã được gần một tháng. Mới vào thì em sẽ được học việc một tuần. Anh chị sẽ dạy em cách để trả lời tin nhắn của khách như thế nào. Thế là cách để sử dụng các phần mềm chat với khách như nào ạ? Em phải tìm hiểu qua các thông số sản phẩm. Trước khi đi làm thì em không có kỹ năng giao tiếp và không có kỹ năng sử dụng máy tính ạ. Sau khi đi làm thì em đã có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm trong công việc và kỹ năng sử dụng máy tính để sử dụng cho mục đích sau này ạ. Còn với Đoàn Hải Tân, đây là mùa hè thứ hai, Tân được bố mẹ giới thiệu đi làm thêm, trong khi đợi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tân làm phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố Lào Cai. Mỗi giờ làm thêm, em được trả từ 15 đến 20 ngàn đồng. Từ ngày đi làm thêm, Tân đã tự tin hơn rất nhiều. Mẹ em nuôi em là chính, đấy thì em cũng thương mẹ nhiều, với cả em cũng biết quý. Em cũng biết là mẹ em đi làm vất vả, với cả đồng tiền mẹ em kiếm ra cũng không phải là dễ. Thì em muốn đi làm thứ nhất là cũng vì đồng tiền, thứ hai là cũng muốn cho mình thêm nhiều kỹ năng sống hơn cuộc sống, thì để mình sau này mình cũng không bỡ ngỡ, với cả mình nhìn lại thì mình cũng không thấy hối tiếc ạ. Từ ngày đi làm em biết quý cái trọng đồng tiền của mình làm ra. Nhiều phụ huynh hiện cũng có quan điểm cởi mở, ủng hộ việc con cái đi làm thêm dịp hè. Tuy nhiên, quá trình này cần có sự quan tâm, động viên và theo sát, giúp con có thêm kỹ năng khi thử sức với công việc mới. Quan điểm của tôi thì theo tôi là phải tập cho các cháu là biết quý trọng của đồng tiền. Và đây là một cái trải nghiệm đầu đời của các cháu, nên là theo tôi là lên cho các cháu đi làm, để cho các cháu rèn luyện cái kỹ năng là kiếm tiền và cái kỹ năng ứng xử. Cái suy nghĩ của người mẹ ấy, là mình cũng không thể sống mãi được để mình nuôi con. Nhưng bây giờ nó lớn rồi, và bây giờ là bạn ấy cũng lớn, nên là cũng thấy là yên tâm hơn. Làm thêm kỳ nghỉ hè giúp các em có thêm kỹ năng, những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cho con đi làm thêm, các bậc phụ huynh cũng cần định hướng đúng đắn, tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình. Đặc biệt là cảnh giác trước những lời mời việc nhẹ, lương cao của đối tượng xấu.